Thưa tất cả quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với rất nhiều những phần tôn vinh, những nhân vật đã có rất là nhiều những đóng góp dành cho xã hội ngày hôm nay. Chúc cho phái đẹp, những người phụ nữ của chúng ta sẽ luôn luôn đẹp trong tâm hồn và đẹp từ bên ngoài trở vào tâm hồn của mình luôn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ luôn luôn có được cuộc sống an nhiên và hạnh phúc trong cuộc sống. Viện Phát triển Doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh người có công với đất nước và cộng đồng. Dự kiến trong dịp kỷ niệm 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 tới, Viện Phát triển Doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Truyền hình trực tuyến Việt Nam tôn vinh người có công với đất nước và cộng đồng để biểu dương những cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp nổi bật trong chiến đấu, học tập, lao động sản xuất và ươm mầm tài năng Việt Nam. Đến với chương trình tri ân người có công, nhân hiệu và thương hiệu nổi tiếng trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh vì cộng đồng. Hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu và quý vị khách quý. Về phía quý vị khách quý, xin được trân trọng giới thiệu. Một tràng pháo tay để cùng chào đón ông Huỳnh Hữu Lâm, 87 tuổi, cán bộ lãnh đạo cách mạng. Xin được trân trọng giới thiệu ông cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung như dũng cảm tay không bắt cướp tại quận 1 được đưa tin tại bản tin công an thành phố Hồ Chí Minh và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV, trực tiếp làm việc và điều hành đầy nhiệt huyết tại những cơ quan như Sở Vật tư thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các xí nghiệp điện ảnh và băng từ thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã từng là đại biểu Hội đồng Nhân dân quận 1, trưởng phòng công tác nhân đạo, Viện Đào tạo và Phát triển Giáo dục. Những phần tôn vinh rất xứng đáng dành cho những nhân vật đã có nhiều cống hiến cho xã hội, cho đời sống. Và bao nhiêu đó thôi, chúng ta ngày hôm nay sẽ hướng đến những điều tích cực và những điều tuyệt vời như phần vinh danh vừa rồi. Giờ cảm ơn diễn viên Công Hậu, Công chúa Bolero năm 2020 và Lương Y Nguyễn Thị Kim Hoa. Thưa tất cả quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với rất nhiều những phần tôn vinh, những nhân vật đã có rất là nhiều những đóng góp dành cho xã hội ngày hôm nay. Và đó chính là những tinh thần mà chúng tôi muốn truyền tải khi mà chúng ta đều có thể mang lại những điều tốt đẹp, những lợi ích dành cho xã hội và dành cho cuộc sống này. Rất tuyệt vời, thưa tất cả quý vị. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí với một tiết mục được chúng tôi dàn dựng rất công phu. Thưa tất cả quý vị, với tiếng hát, nhân vật đã mang lại những lợi ích cho cộng đồng. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Thạc sĩ luật gia Doanh Liên, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Phát triển Doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu cảm ơn nhà tài trợ với những lời thực sự chân tình nhất. Xin trân trọng kính mời. Và xin được cảm ơn phần quà đến từ nhà báo Vân Thanh. Thưa tất cả quý vị, vừa rồi là một phần quà và chúng tôi xin được gửi đến tiếp tục một phần quà nữa, gửi đến toàn thể tất cả quý vị nhân dịp ngày 8 tháng 3 để gửi đến cho những người đã sinh ra mình, những người đã có công nuôi dưỡng mình. Và đây cũng là một bài hát thay lời muốn nói của một người con gửi đến cho một người cha đã có rất là nhiều những sự quan tâm và yêu thương dành cho người con của mình. Thưa tất cả quý vị, người cha ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đó chính là Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn đã có rất nhiều những sự đùm bọc và chia sẻ và giúp đỡ dành cho các bạn. Và hôm nay một trong những các bạn ấy đứng trên sân khấu này gửi đến toàn thể tất cả quý vị một ca khúc, một sáng tác về cha, gửi đến Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn cũng như là toàn thể những người cha trong hội trường ngày hôm nay. Một tràng pháo tay để cùng chào đón quán quân bản kết ngôi sao tài năng Việt Nam năm 2020. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc về mẹ, đến từ tiếng hát của Mai Thanh Trúc, ca khúc Trường Ca Dân Mẹ. Và có lẽ là cũng là một dịp để chúng ta gửi lời tri ân đến những người mẹ khi mà hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Và thưa tất cả quý vị, một lần nữa sẽ được thay mặt cho chương trình chúc cho phái đẹp, những người phụ nữ của chúng ta sẽ luôn luôn đẹp trong tâm hồn và đẹp từ bên ngoài trở vào tâm hồn của mình luôn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ luôn luôn có được cuộc sống an nhiên và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa tất cả quý vị, một tràng pháo tay dành cho tiếng hát Mai Thanh Trúc với ca khúc Trường Ca Dân Mẹ. Thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất cần thiết trong chương trình ngày hôm nay. Và sẽ là một thông tin rất tuyệt vời. Và nãy
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn cũng đã có gợi ý. Ngay bây giờ chúng tôi xin được trang trọng kính mời diễn viên Công Hậu, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Trung ương sẽ tiến lên sân khấu phát động hành trình kết nối ước mơ Việt Nam lần thứ 18 dành cho nghệ sĩ Lão Thành Tòng Sơn và nghệ sĩ Lão Thành Tùng Minh. Xin được Hùng Minh xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn bạn. Kính thưa quý khán giả cũng như là kính thưa tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay. Hồi nãy thì khán phòng của chúng ta rất là đông, nhưng bây giờ thì do chắc một số anh chị có công việc nên về một phần nào đó, cho nên bây giờ thấy nó hơi vắng. Công Hậu cũng xin thưa với các anh chị. Ngay bây giờ xin mời MC Thanh Bạch. Xin được mời MC Thanh Bạch ạ. Thưa quý vị, nhắc đến anh Nhân, tức là nhắc đến anh Chí Đạt, một người đã đồng hành cùng với thân phụ của mình ở Nam Thành Thánh Thất. Thưa quý vị, và trải qua những thời gian với sự phát triển của tâm linh cũng như kết hợp đạo và đời, thì anh Nhân đã làm rất nhiều những công việc thiện nguyện mà Thanh Bạch trong những chặng đường có thể cũng cùng tham gia và đồng hành. Và cũng rất cảm động, anh Chí Đạt rất là bận rộn, tuổi thì cũng không phải ít, nhưng mà một lần về viếng mộ của tổ tiên của nhà Thanh Bạch ở Vĩnh Long thì ảnh cũng đến và rất là thương. Ảnh thắp nhang giữa trời và hầu như là ông bà về chứng giám, ảnh say sẩm luôn. Và có nghĩa cái kỷ niệm đó đối với gia đình Thanh Bạch không bao giờ quên. Tức là ngoài cái tình chung thì ảnh có cái tình riêng cho những người em, cho những người bạn, cho những người đồng tu trong những chặng đường của mình. Anh là một trong những người kết hợp đạo và đời rất là nhuần nhuyễn, được nhiều bằng khen của chính phủ và các cấp không phải là điều bình thường. Đó là tấm lòng của anh, là tình yêu của anh đã lan tỏa rộng khắp tất cả những chương trình của mình. Và hôm nay là những người yêu quý anh, thương mến anh cũng có mặt để chia sẻ những gì tốt đẹp nhất, những năng lượng tích cực nhất để anh tiếp tục chặng đường tiếp theo của mình. Xin được chúc anh luôn vui, khỏe, yêu đời và tràn đầy năng lượng. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ đến từ vị khách mời của chúng ta, MC Thanh Bạch, và chắc chắn là một chút chia sẻ đến từ thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn. Xin thông tin với các toàn thể chư quý vị. Xin được trân trọng kính mời những anh chị vừa được xướng tên sẽ tiến lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng.